má. Cà mau quá rồi cháy nhà rồi anh em. Má mở cửa không rồi. Cái lửa vô nha. Má Còn một lớp cửa nữa rồi sao vô nữa. Ở trong nhà ngoài đó. Phường 7 như vậy, phường 7 như vậy. Thank you.
Má nó qua nhà cái bên này gì rồi. Ra hết rồi, bên đây là cái gì hết, đi người ta đi trước.
hậu quá chung vô trong mới được, chung vô trong luôn. Mày phải đặt kiến vô luôn chứ. Đặt kiến vô luôn. Bây giờ phải có người dẫn ống vô mới được. Đúng rồi. Trên lầu này leo qua được, tại không chịu leo. Không có leo được, leo không được. Tối mệt phụ thấy đụng đâu leo. Sao được, tối gì nó do là chết queo luôn. Lúc trên lầu thượng á. À, trên leo được, leo được bóng bên rồi bước qua kêu được đâu. Nó buồn luôn. Nó buồn té luôn. Nãy mấy cô lên tuốt trên lầu thượng ở trên đỉnh luôn á. Chùm thang nước lên trên chùm lên trên chịu quá trên đỉnh. Ở trên nó mới cháy rồi đó. Rồi bên này. Ông cái hơi nóng rồi. Tới được đâu. Cái khói lên rồi. Cháy nặng nhất là cái căn này nè. Căn này nè, căn này nặng nhất là căn đó đó. Nhà lầu á nghe, đủ má nhà lá là đi ủi mẹ hết luôn rồi. Nhà lá, nhà thứ nhà cây. Bà không có gì hả? Có miếng nệm nữa. Không, bà lúc đầu tiên có điểm, không có nệm. Má nó qua tới bà đây rồi, hồng gấm rồi. Qua tới hồng gấm rồi. Qua rồi đó. Mẹ chữ giấy hết nước luôn rồi. Chữ giấy hết nước rồi. Để em mưa lớp con xuống đây ào cái đây cũng như không này, mưa cũng như rồi. Không hả? Nhà tường nó cháy ở trong. Ủa quá là ngấm vô rồi. Thấy được chết mẹ rồi, nước nó lên đập kiến nó vô mới được. Đủ. Giờ nước một rồi trời. Hết hết nước rồi, bây giờ phải đi lấy nước mới được. Bây giờ con không có thấy được lò xịt chứ. Con vô qua tới phòng đóng rồi, qua tới nhà cô rồi đó. Dạ. Đây nó lẻ nó kéo mẹ cầu nào đây nè, đưa xuống mẹ cầu nào á. Trời ơi, là nhầm dầu nước hả trời. Cái dầu nước thấy nó có tẻ điện. Má thấy cái dầu nước thấy ướt gàng nè. Tại cầu nào nè, ta kéo mẹ đi. Giờ cái dẫn cái ống kìa, nó đi xa lắm đủ.
không có huấn luyện cái đường ống đó đủ. Qua tới đây rồi nè. Cái này phải chung vô công mới được. Ừ. Là bánh luôn rồi đó. Cái nhà nó bánh luôn rồi. Bánh nó 3, 4 căn. Đưa bánh thằng này luôn nè. Cái này phải leo cầu thang mới được, leo cầu thang lên trực mới được. Chính để ngoài đâu có chứa được cái chữa được cái gì đâu. Chứa ở ngoài không à, đâu vô đâu được đâu. Ở trong có chữa đâu. Đúng ra cái giò chữa cháy này nè, phải có cái ống sắt nè, thiệt là dài đó, đút vô trong luôn. Đút vô trong luôn. Cầm ống nổ. Không có, ông cái giò sắt á, cái giò sắt, ống sắt á, đút vô trong luôn. Lắm á. Rồi chẳng nó quay đâu, nó quay. Trời ơi, quơ này chữa cái đồ, nó chữa gì. Quơ cái gì mà quơ, đâu má cái này thua rồi. Phải huấn luyện lại mới được. Vậy mà thực tập hay lắm á, đậu má lên. Thực tập á là mấy cái thùng phi không à, không có thực tập mấy cái chỗ này. Làm được vô đây đâu. Không nhiều. Em chơi luôn nhiều. Quá rồi quá rồi. Nó cháy cái nhà luôn rồi. Qua cái nhà này nè. Nó cháy cái nhà luôn. Quá rồi. Ủa má cái này xe dưới cháy bật leo xuống nữa mới được. Nó nhồi nước chứa, chữa lửa mình. Điện hết trơn rồi. Bây giờ mấy chữa cháy nó điện hết trơn bây giờ lửa là hết trơn rồi mà mình đây đó. Quá rồi, nếu mà xe chữa cháy bật lưu xuống luôn. Cháy luôn rồi trời. Giá gai xuống luôn. Thịt vô thiết không mày thịt... Thịt vô giáp thiết làm gì? Ừ. Thôi á, thì đột nhập vô không được, phải có cái ống sắt á. Bây giờ không đâu dám chung vô trong được không? Thì, không á, cái này là người đột nhập vô không được, phải có cái ống sắt á, đút vô, rồi mới nói ống, đó là như vậy đó. Xong rồi. Cái bên này giữ luôn rồi nè. Ừ. Nó qua tới đây đó. Bây giờ trên này nó phải leo lên mới được. Xuống đây là qua nhà này là leo lên trên này nè. Leo lên nhà luôn á, qua cái nhà này nè. Qua nhà bên đây nè. Lấy cái gì mày? 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 Lấy cái gì mày
Thôi đẩy đi được rồi, được rồi, ông ngoại được rồi. Tới đây được rồi, tới đây được rồi. Đẩy dưới đất nè, đẩy đi được rồi. Đẩy đi nè. Rồi đẩy đi nè. Đẩy đi được rồi, được rồi. Rồi rồi lại cho nó ra. Chị ra ngoài giùm em mấy chị. Giữ đồ ở đây. Thôi để anh giữ được rồi. Hả? Đồ của tôi đây anh lại. Đồ chị ở đâu? Đây. Nhà chị đâu mà ở đây? Gắm đưa ra, trời ơi sao mà ngộ quá. Gắm gì bên tay là hồng kia? Ờ, thì đồ của tôi đây. Bên đây gắm hả? Muốn gắm đây qua đây. Dạ anh giữ luôn hả vậy? Con không có giữ. Giữ tôi giữ, anh đi giờ hay sao? Có mấy người nào không? Đang kinh đồ, đang kinh đồ. Kêu ông cơm bỏ vô vô cặp đi, giết vô thôi chứ. Đáng rồi đã con, mẹ nó thôi chứ. Kinh tủ sắt không à, kinh tủ sắt không à. Hả? Kinh cái tủ sắt xuống nữa. Ừ. Hôm nay hồi xe tải xuống chở luôn là về giảm luôn à. Đẩy đây, đẩy hồi xe tải xuống luôn à. Lên chảnh có gì quan trọng lấy xuống đi. Đi đi. Quay tay kêu có gì còn ảo đi đi. Không có gì quan trọng với nó, có nghĩa. Để lại đây, để lại đây. Có gì quan trọng nhờ cái mấy ông đàn ông lên lấy.
đó. Rồi cái này xong rồi để ghim cái tung sắt xuống rồi. Còn mấy cái thùng đồ này không biết sao, không lẽ quan trọng không nữa. Có giò nước không ra xịt mẹ đó. Xịt ướt đồ của ta nữa, bây giờ nó chưa tới đâu, mới tới đây rồi. Má này phải có cái ống sắt đó, học vô cái phương kiến, học vô luôn, học vô rồi mới bơm nước vô. Ủa bây giờ mấy ổng vô không được thì... Được rồi. Lăn này qua đây đi. Lăn qua đây, lăn qua đây. Thêm anh, thêm anh. Anh ơi, nó còn ổn, để cho xe vô táo đây, người ra luôn. Xe qua đây, qua đây. Lăn qua đây, qua đây. Để ở đây đi, dễ giữ ở đây ca. Hả? Dễ giữ ở đây, dễ coi. Ở đây có gì không? Ủi ra, nó qua tới. Lăn qua đây, qua đây. Để lại đi, trời ơi, xe không có gì hết, cái này không có cháy đâu mà sợ. Không cháy, nó sát bên. Thì chạy ra đây, mình dễ giữ. Mà xe vô chưa? Đứng trước đây rồi thử người nhà ngồi giữ. Ai đây dễ giữ? Đâu có cháy tới đâu mà sợ. Không có gì đâu, để lại đi. Để lại đi. Để ngoài đó khó giữ luôn. Rồi để lại đi, để lại đi. Rồi không có gì cháy đâu mà sợ, để lại đi. Rồi để lại đây, để lại đây rồi. Rồi. Không có cháy đâu mà sợ. Rồi. Cái cửa đừng có phá, khép lại đó nghe. Rồi. Để lại đi, dễ coi. Không đi ra ngoài rồi lu bu ở đây mình coi chỗ một à. Cái từ Hải Dung hả? Má là đúng ra thì cái anh có cái ống sắt, ống xịt nước, ống sắt nó thọc vô rồi vừa đi gắn ống nước vô. Nó vô tới trong luôn. Bây giờ mấy kho giải. Bây giờ mấy ổng xịt ở ngoài không à, nó đâu có vô tới trong nổi đâu. Phải có ống sắt á. Ê ông ông. Má cháy hoài luôn á anh em. Mưa có hết đâu đủ. Quá vậy chạy cái này mấy tiếng đồng hồ rồi. Mưa có cái tắc nhỏ nữa đủ. Má giờ là không có đứa thuốc luôn mày. Nó đúng không bọn? Chưa ngay đủ sắc rồi. Chờ nào xe vô á, hãy vô luôn. Xe vô được đâu. Xe vô không được. Để ra đây dễ giữ nè. Ông để đây không có cháy đâu bọn sợ. Để ra không cháy được. Là dễ giữ nữa. Đúng á. Dũng ra rồi. Ra ngoài cho mà. Dũng đang đứng dưới nghiến á. Nhưng phải mình ạ, phải mình ạ. Không đi ra ngoài.
Có thuốc không chịu nổi. Ủa mày ê. Ở đây kia đó đủ qua tới hồng gấm rồi còn tâm tâm chi nữa. Tâm chi nó không vào rồi, tâm chi đâu có đồ nữa ra. Tâm chi là đâu có đồ gì trong đó không? Không vào, không vào. Nó hết rồi. Nó qua bên cái quá rồi anh em ơi, quá trời rồi. Ừ. À, hãy dùng cái này chắc học rồi. Ừ, mẹ. Qua tới cái ông Tâm quá rồi. Lùi lại một coi chú ơi, lùi lại anh ơi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Thua rồi, cái nhà cái này xịt cái này là thua luôn rồi. Thua luôn. Xịt ở ngoài không mà là thua luôn rồi. Thua luôn rồi, mưa. Mưa có không có kết quả gì nha. Mưa cũng không có kết quả. Ừ. Đổ mẹ cháy ra trong. Ừ. Mưa cũng không có kết quả gì nha. Mưa còn đỡ rồi, nhà lầu không à, mưa lớn luôn nha. Giảm được má nó qua tới nhà hoàng gấm luôn rồi. Cái rừng đó thì mưa lớn ok, còn cái cấy nhà rồi nè. Alo. Alo. Alo, gọi biết rồi. Rồi.
người vô không được. Lúc cái ống rồi cho nước vô. Ờ, đó. Bây giờ mấy ống ở ngoài không à? Ở ngoài không có cháy trong rồi đâu ơi. Mưa xuống là nước thường ở trên nó nước tùm lum hết luôn. Leo, nó hỏi. Ừ. Thì mấy ống xịt đi ngoài cũng như không à. Cái trong không là má phải có ống sắt rồi. Người vô là người ống vô. Bây giờ mấy ổng cũng như không à, đủ má cháy hoài luôn. Mưa lớn luôn á, có ổng nhầm nhòi vậy á. Thấy cái này cũng hư hết trơn toàn bộ. Hư á. Nước tường hả? Nổ tường á. Ờ rồi. Dạ đây kìa. Rồi mưa lớn là bịt mù là hết thấy luôn rồi anh em ơi. Má cũng không có ống sắt nữa. Chỉ có ống cầm mà không à. Nó quầy xuống dưới, nó quầy xuống dưới rồi. Nó hiểu chặt thì đổi gớt, đổi leo lên, đổi gớt rồi gài nó, không đủ mẹ không hết thời gian. Được không? Bây giờ nó chỉ xịt khống chế ngoài thôi chứ đâu có vô được đâu. Má lại đâu qua tới rồi. Ngoài. Bây giờ nó khống chế bên ngoài không chứ đâu có vô được đâu. Mưa có không nhầm nhọ mẹ gì vậy? Đây là đập phía trên, đập phía trên đó, đập sao là mẹ. Này có nhà lá rồi, lá rồi trời cứu cái này chứ, này cũng mưa mưa cũng làm được gì. Không, nó giảm được cái nhiệt độ. Mình lên chữa cháy thôi được. Còn mấy ông nội thì lên nội nội cái nón không cũng thấy mệt. Tụi cũng mệt. Nó có đặt để các bạn tụi trên kia xuống đây. Các bạn không có cái gì để cứng giật rồi nha. Thôi để lại chút mẹ đó. Chết nè.
cho chú là rửa đồ á. Màu luôn, cháy là vẫn cháy, mưa vẫn mưa nha. Quá trời mịt mù rồi, hết thấy đường rồi đó nha. Cháy thì vẫn cháy, mà mưa thì vẫn mưa. Rồi nó ngợp rồi đó nha anh em ơi, chạy đi nha, ngợp rồi đó. Chạy đi. Chạy được rồi, mưa không chạy nữa. Chạy đi. Rồi giải tán đi. Mưa rồi chạy đi, ngợp rồi đó, chạy đi. Mưa cũng vẫn chạy nữa. Chạy đi, ngợp rồi đó. Thôi ngợp quá rồi nha, nghỉ rồi nha. Ngợp dữ rồi.